Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho bạn một vấn đề là các bạn mà mở ra công ty á, các bạn là nhân viên kinh doanh hay là tất cả các phòng ban khác mà các bạn có ý định mở công ty thì các bạn mở công ty ra thì phải có một người làm kế toán trong công ty. Nhưng mà các bạn làm giám đốc trong công ty, các bạn không biết được phòng kế toán là nó làm những cái công việc gì để các bạn quản lý. Các bạn làm giám đốc tức là các bạn phải quản lý được phòng kinh doanh, phòng mua hàng, phòng xuất nhập khẩu, phòng kế toán, phòng nhân sự ba la, tức là phòng nào các bạn cũng biết công việc người ta làm cái gì thì các bạn mới quản lý được. Các bạn cũng công nhận có điều đó không? Như vậy, hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn cái công việc cụ thể của một người làm kế toán trong công ty là gì để các bạn nắm được cái công việc cụ thể của một người làm kế toán trong công ty là gì. Thì từ đó các bạn là giám đốc công ty, các bạn sẽ biết được cái trình tự của cái người làm kế toán trong công ty làm cái gì, thì từ đó các bạn biết để mà các bạn tương tác, tác nghiệp và kiểm soát người ta. Rồi, ok chưa? Thì đấy các bạn, như các bạn đã biết á, công việc cuối cùng của người làm kế toán là báo cáo các bạn. Báo cáo những sự vụ đã xảy ra rồi. Báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo, tức là mình là ông chủ, mình cần kế toán báo cáo những cái số liệu mà đã xảy ra rồi thì báo cáo cho tôi. Ví dụ các bạn cần có báo cáo thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, báo cáo công nợ phải thu phải trả, báo cáo lãi lỗ, báo cáo phân tích chi phí, báo cáo hàng tồn kho, báo cáo thuế. Đó, tức là kế toán sẽ cung cấp cho mình những cái báo cáo này. Như vậy công việc cuối cùng của người làm kế toán là báo cáo. Như vậy là sếp đã biết được công việc của kế toán chưa? Biết rồi, là báo cáo. Nhưng mà để có được những cái báo cáo này, để có được những cái báo cáo này nè, thì cái ông kế toán á, ổng phải có sổ sách. Ổng phải có sổ sách các bạn. Tức là ổng ghi vào trong sổ sách những cái nghiệp vụ đã xảy ra rồi. Được chưa? Tức là ổng sẽ ghi vào trong sổ sách dựa trên những cái chứng từ mà công ty đã xảy ra. Ví dụ công ty trong tháng đó bán hàng cho khách hàng chưa thu tiền, hay là bán hàng cho khách hàng đã thu tiền bằng tiền mặt hay là tiền gửi ngân hàng. Trong tháng đó công ty có mua chiếc xe ô tô, thì toàn bộ những cái vấn đề mà nó xảy ra như vậy đó, kế toán sẽ ghi vào trong sổ sách. Rồi, được chưa? Ok. Vậy rõ chưa? Như vậy công việc cuối cùng của người làm kế toán là báo cáo. Như vậy muốn có được những cái báo cáo này thì ông kế toán ổng phải có sổ sách các bạn. Rồi, được chưa? Phải có sổ sách. Sổ sách này sẽ ghi lại những nghiệp vụ đã xảy ra trong công ty. Như vậy muốn ghi được vào sổ sách thì phải có chứng từ thực tế đã xảy ra rồi. Chứng từ thực tế đã xảy ra, như tôi nói là chứng từ trong tháng 1 2022 công ty của mình bán hàng cho 5 khách hàng. Trong đó có 5 có 3 khách hàng chưa thu tiền và 2 khách hàng đã thu tiền. Trong đó có một khách hàng thu bằng tiền mặt và một khách hàng thu bằng tiền gửi ngân hàng thì phải ghi vào trong sổ sách. Trong tháng đó công ty có mua hàng của nhà cung cấp này, mua văn phòng phẩm, trả tiền thuê nhà, trả tiền điện. Cái đó là nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra trong công ty. Thì toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra trong công ty phải có chứng từ. Các bạn ghi lại đi. Nghiệp vụ phát sinh trong công ty phải thể hiện trên chứng từ. Rồi, vậy được chưa? Vậy có chứng từ đã xảy ra thì kế toán mới ghi vào trong sổ sách. Nhưng mà làm sao á để có được những cái chứng từ đã xảy ra này, làm sao để có được những cái chứng từ xảy ra này các bạn, trong công ty của mình thì trong công ty của mình nó có rất là nhiều phòng ban, thì cái phòng ban nào khi có nhu cầu phát sinh vấn đề gì thì phòng ban đó sẽ lập chứng từ và được sếp chấp nhận, thì khúc đó nghiệp vụ nó sẽ xảy ra. Ví dụ như là muốn đi học thì phải làm thủ tục gì? Ví dụ như là phòng kế toán muốn đi học một cái khóa lập báo cáo tài chính hợp nhất, muốn đi học về cái chuyên đề về luật quản lý thuế thì phòng kế toán sẽ làm thủ tục xin sếp, sếp đồng ý thì mới đi đi học. Rồi lúc đó làm sao? Công ty mới làm sao? Làm thủ tục chi tiền và người đó đi học phải mang hóa đơn về. Thì từ đó mới ghi vào trong sổ sách nghiệp vụ chi tiền đi học cho cái nhân viên này.
Rồi như vậy thì các bạn hiểu chưa? Như vậy từ hồi nãy giờ tôi nói cho các bạn á, là công việc của một người làm kế toán là tôi đang nói ngược, tức là công việc cuối cùng của người làm kế toán là báo cáo. Muốn có báo cáo phải có sổ sách, muốn có sổ sách phải có chứng từ, muốn có chứng từ thì trong công ty của mình nó phải phát sinh nghiệp vụ, phát sinh từ tất cả các phòng ban. Rồi như vậy là các bạn đã hiểu được công việc cuối cùng của một người làm kế toán rồi đúng không? Nhưng cái đó là tôi nói ngược. Còn khi mà mình đi làm trong công ty thì đầu tiên phải phát sinh nghiệp vụ xảy ra, nó có chứng từ, từ chứng từ thì kế toán mới ghi vào trong sổ, từ trong sổ mới tiến hành báo, báo cáo. Rồi như vậy được chưa? Bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết một nghiệp vụ cho các bạn xem đây. Tôi đi vào chi tiết là ví dụ như ngày 1 tháng 1 tôi sẽ đi vào chi tiết một nghiệp vụ phát sinh trong công ty của mình, nó sẽ lập những cái chứng từ nào và nó sẽ ghi vào trong những cái loại sổ sách nào, rồi từ đó nó sẽ tiến hành báo cáo. Ví dụ ngày 1/1/2018 nè, công ty có nhiệm vụ chi tiền tạm ứng cho Mr. Tuấn đi công tác Hà Nội 2 ngày bằng tiền mặt, tiền ăn 600, tiền khách sạn 800 và chi phí đi lại là 600, như vậy là 1 triệu. Biết tiền mặt đầu tháng là 3 triệu, vậy với nhiệm vụ này được xử lý tại công ty ABC như sau. Biết Mr. Tuấn là thuộc phòng nhân sự, như vậy nhiệm vụ này là nó phát sinh tại phòng nhân sự. Thì cái quy trình mà để Mr. Tuấn này á lấy tiền tạm ứng trong công ty thì sẽ được thực hiện như sau. Như vậy là đầu tiên là Mr. Tuấn này, nghiệp vụ này phát sinh tại phòng nhân sự thì phòng nhân sự sẽ lập những cái thủ tục chứng từ đi công tác. Thì để mà làm được cái chứng từ đi công tác này á thì phải làm sao các bạn? Phải lập giấy đề nghị đi công tác được chuyển cho trưởng phòng ký và giám đốc ký. Rồi được chỗ này chưa? Nghĩa là có cái mẫu giấy đề nghị trong công tác, đi đâu làm công việc gì thì nhân viên đó lập ra đưa cho trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng nhân sự ký và giám đốc ký. Như vậy là vấn đề đi công tác đã được duyệt. Nhưng mà muốn đi thì phải làm sao? Thì phải lấy tiền. Thì sau đó Mr. Tuấn nè, sau khi lập chứng từ gốc là giấy công tác, Mr. Tuấn muốn được công ty ứng tiền thì tiếp tục lập giấy, lập chứng từ gốc tiếp theo là giấy đề nghị tạm ứng. Các bạn có thể lên Google để mà tải mẫu về nha. Giấy đề nghị tạm ứng trong đó nó nói là kính gửi công ty, đúng không, tôi đề nghị tạm ứng 2 triệu đồng để đi công tác Hà Nội 2 ngày để thực hiện một cái công việc ABC nào đó. Rồi giấy đề nghị tạm ứng, ok. Sau đó là giấy đề nghị tạm ứng cộng với giấy công tác sẽ chuyển đến phòng kế toán. Phòng kế toán kiểm tra xem giấy đề nghị tạm ứng và giấy công tác á nó đã phù hợp với lại cái mẫu biểu của công ty hay chưa, cũng như là phù hợp với lại chính sách đi công tác của công ty hay chưa. Được chưa bạn? Ví dụ như là đề nghị tạm ứng đi công tác Hà Nội 2 ngày là 2 triệu. Đề nghị công tác Hà Nội 2 ngày là 2 triệu thì có đầu kế toán phải xem trong cái chính sách đi công tác đó, là nó đã đúng chưa. Ví dụ như nhân viên này là cấp độ nhân viên thì ở khách sạn là một đêm là 400 ngàn thì nó đề nghị là 800 ngàn là cũng được thôi. Đó. Rồi như vậy là nếu mà phù hợp rồi thì sao các bạn? Tiến hành lập chứng từ ghi sổ thì trong trường hợp này nó chính là phiếu chi. Phiếu chi. Thì kế toán sẽ lập phiếu chi, lập máy liên. Lập máy liên là tùy theo ai có nhu cầu thì mình lập thôi. Ai có nhu cầu cần thì mình đưa cho người đó một liên. Phiếu chi thủ quỹ một liên, kế toán một liên và người nhận tiền một liên. Thì cái phiếu chi này có 5 chữ ký, người lập là kế toán nè, rồi sau đó chuyển kế toán trưởng, rồi chuyển giám đốc, rồi chuyển thủ quỹ, rồi chuyển đến người nhận tiền. Lên mạng các bạn tìm phiếu chi này nha. Rồi như vậy là sau khi mà làm sao có được cái chi tiền này rồi, tức là bộ chứng từ đã hoàn thành rồi, là gồm phiếu chi, là chứng từ ghi sổ, kèm theo chứng từ gốc là giấy công tác và giấy đề nghị tạm ứng, rồi kẹp vô. Sau đó kế toán sắp xếp chứng từ. Sau khi đã có chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ nè, kế toán tiến hành sắp xếp bộ chứng từ hoàn chỉnh là chứng từ ghi sổ sắp trước chính là phiếu chi và chứng từ gốc sắp theo sau. Rồi được chưa? Như vậy là sau khi mà sắp chứng từ xong thì kế toán tiến hành ghi vào trong sổ sách, ghi vào nhật ký chung trước. Nhật ký chung là ghi toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra trong công ty. Rồi sau đó cái nhật ký chung đó nó ảnh hưởng tới nghiệp vụ nào, nó ảnh hưởng tới tài khoản nào thì tiến hành ghi vào sổ cái.
Nếu mà cái sổ cái đó nó liên quan tới đối tượng và liên quan tới mặt hàng thì tiến hành ghi vào sổ chi, chi tiết từng mặt hàng. Thì cái vấn đề định nghĩa sổ cái là gì, nhật ký chung là gì, giữa sổ chi tiết là gì, các bạn có thể lên kênh của tôi Tự Học Kế Toán, gõ cái từ khóa là cách ghi sổ để các bạn xem, cũng như là chứng từ gốc là gì, chứng từ ghi sổ là gì, các bạn xem nha. Rồi sau việc khi ghi sổ xong thì công việc hàng ngày của kế toán là đã xong rồi đó. Bây giờ sếp yêu cầu những cái báo cáo gì thì sếp kêu kế toán và kế toán sẽ lập cho các bạn, kế toán sẽ lập cái báo cáo cho các bạn. Cái đó là công việc báo cáo trong công ty. Thì ngoài ra công ty của mình á, là mở công ty ra thì phải nộp thuế cho nhà nước. Thì thuế quản lý công ty của chúng ta là thuế trị tăng, thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân, cũng như là về mặt ba loại thuế đó, cũng như là lệ phí môn bài. Thì kế toán sẽ lập những cái báo cáo này để gửi cho thuế và nộp tiền thuế. Rồi các bạn hiểu chưa? Thì nộp ở đây có thể là nộp hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Như vậy là công việc của kế toán là các bạn, những cái ông giám đốc công ty đã biết công việc người làm kế toán chưa? Là hai phần. Thứ nhất là báo cáo trong nội bộ trong công ty, là gồm những cái báo cáo gì đó mà sếp yêu cầu. Báo cáo thu chi, báo cáo công nợ phải thu phải trả, báo cáo hàng tồn kho vân vân. Đó là báo cáo nội bộ. Và cái thứ hai là báo cáo cho cơ quan thuế định kỳ tháng, quý, năm. Được chưa? Còn nếu công ty nhỏ nữa thì kế toán sẽ kiêm luôn làm những cái báo cáo về tăng giảm lao động, đóng bảo hiểm. Rồi, như vậy các bạn đã biết được công việc của một người làm kế toán chưa? Đó là như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất nữa ở đây á, làm kế toán của mình á, là mình phải làm sao những cái chứng từ trong sổ sách của công ty của mình, những cái chứng từ mà thực hiện phát sinh trong công ty của mình, làm sao cho nó hoàn chỉnh và hoàn thiện để phục vụ cho cơ quan thuế sau này được dễ dàng. Cách sắp xếp chứng từ làm sao để dễ tìm, được chưa? Làm sao phải đúng quy định của nhà nước, hạn chế rủi ro cho công ty. Đó, công việc của người làm kế toán đó các bạn. Hy vọng những anh giám đốc xem được cái video này, hiểu được công việc của người làm kế toán như thế nào, để từ đó biết cách tương tác, tác nghiệp và kiểm soát người làm kế toán này. Rồi, xin chào các bạn. Bạn nào làm giám đốc muốn có những cái bộ sách để mà nghiên cứu thêm thì các bạn lên cái trang web là sachketoan.org nè. Các bạn bấm vô sách kế toán, các bạn đọc giùm tôi cái bộ sách này, Bí quyết tự học kế toán dành cho người chưa biết, là để biết về kế toán, và đọc cái bộ sách là thực hành khai báo thuế để biết về thuế, được chưa? Còn bạn muốn nghe video của tôi thì bấm vô cái menu khóa học kế toán nè, rồi xem là khóa học kế toán quay sẵn dành cho người chưa biết ở đây. Đó là cái khóa học này, nó chính là cái khóa học tôi đã ghi lại 48 video của cái bộ sách Bí quyết tự học kế toán này. Rồi, các bạn thấy video này hay, hãy cho tôi một lượt like, comment, share. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi lên những video mới nhất tặng các bạn. Rồi, chào.